Đức Giáo hoàng Francisco trong thánh lễ ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Chúa phán với bạn hãy hạ vũ khí. Ngày thứ hai của Đức Thánh cha Francisco tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã bắt đầu với sự thể hiện rõ nét tính cách ấm áp và sống động của người dân châu Phi. Những niềm vui được nhìn thấy tại phi trường nơi thánh lễ được cử hành hoàn toàn trái ngược với thực tế của đất nước, nơi những cuộc xung đột gần đây đã khiến hàng triệu người thiệt mạng, hàng trăm nghìn phụ nữ bị hãm hiếp và hàng nghìn người phải đối mặt với nạn đói và bệnh tật. Đức Thánh Cha đã đề cập đến thực tế đau khổ này và khuyến khích niềm hy vọng. Ngài nói rằng hòa bình là có thể nếu mọi người đặt Thiên Chúa trong trái tim mình, và bước đầu tiên là sự tha thứ. Đức Thánh Cha Francisco nói, thật tốt biết bao khi chúng ta tẩy sạch lòng mình khỏi giận dữ, hối hận, oán giận và cay đắng. Các bạn thân mến, xin cho hôm nay là thời gian ân sủng để chào đón và cảm nghiệm sự tha thứ của Chúa Giêsu. Và hãy để đây là thời gian hiệu quả cho các bạn ở đất nước này, những người nói rằng bạn là Kitô hữu nhưng lại thực hiện những hành vi bạo lực. Với bạn, Chúa nói, hãy hạ vũ khí, ấp ủ lòng thương xót. Đức Thánh Cha chỉ ra rằng có hai bước khác để đạt được hòa bình, cùng tồn tại, tránh cô đơn và truyền giáo. Cả Đức Thánh Cha Francisco và các tín hữu đều không giấu được niềm vui khi cuối cùng có thể gặp nhau sau chuyến đi bị hoãn vào tháng 7 năm ngoái. Chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Congo là một trong những chuyến đi khó khăn nhất và háo hức nhất của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Francisco nói, Bandeko Boboto, anh chị em, hòa bình. Tôi đã khao khát khoảnh khắc này. Một năm chờ đợi rồi phải không? Cảm ơn các bạn đã hiện diện ở đây. Khi thánh lễ diễn ra theo sách lễ Roma cho giáo phận Sare, có âm nhạc trong suốt buổi, Đức Thánh Cha chủ sự, trong khi chủ tế chính là Đức Tổng Giám mục Kinshasa, Đức Hồng Y Capuchin Fridolin Ambongo Besungu. Thánh lễ cầu bình an được cử hành. Hàng trăm trẻ em đã được rước lễ lần đầu và ước tính khoảng 1 triệu người đã tham dự thánh lễ.